Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Mỹ Gắn Sóc Trăng nha. Lời nói đầu tiên cho Mỹ Gắn Sóc Trăng đó là chào đến tất cả cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đồng nghiệp, lời chúc sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Dạo này lúc này trời nắng hanh quá các bạn ơi. Đã 7 gắn không có gì hết, hôm nay thì mình quyết định đi dời hết, đi thu hồi hết mấy cái số 7 ở trong cái gần trạm Mỹ Phước này nha các bạn. Mà hôm rồi Bình dời trước mình các bạn ơi, rút số 7 kia hết rồi. Mình còn lại cũng mười mấy 20 cái đó, rồi bữa nay mình sẽ rút về hết luôn. Rồi nếu như mà trong quá trình rút mà có dính gắn dính gì đó, thì mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn cùng đi cầu khỉ qua bên đây để đi thu hồi số 7 nha các bạn. Đi qua cái cầu khỉ này nè bạn ơi. Nói ra cầu khỉ thì không phải cầu khỉ đâu, cầu đúc, nhưng mà tại vì người ta không bắt ấy thôi. Các bạn biết cái đó là gì không? Cái đó là mấy cây cao đó các bạn, để người ta làm gác kèo ong đó các bạn. Người ta chẻ ra làm hai, người ta chẻ ra làm hai, cái người ta đục hai cái lỗ này nè đó, các bạn thấy không, đục đây lỗ nè, rồi ở phía dưới đó một lỗ nữa, sau đó người ta cặm hai cái cây nọc bằng cây chàm đó các bạn, xong người ta gác ngược nó lên đi nè, gác ngược lại gì nè đó. Còn ở trên đây là cái đường này là để nước cho nó chảy nó gãy đi, nó không có bị ứ lại các bạn, là người ta gác kiểu ông. Cái khu rừng tràm Mỹ Phước này nè là người ta sẽ giao cho một số người ta quản lý các bạn, người quản lý một cái khu nào vậy đó để quản lý rừng. Hôm bữa mình vô đây mình gặp cái chú kia nói á, thành ra mình mới biết chứ mình cũng đâu biết đâu. Mà cái chú đó cũng vui tính lắm bạn. Sáng sớm cái nhậu rồi, lay gai rủ mình uống, cũng chơi luôn, làm 7 nó 1 ly 2 ly gì đó, rồi cái đi với Bình rút số 7 về. Rồi mình sẽ thăm cái đầu tiên, mình sẽ rút cái đầu tiên mình quay cho bạn xem nha. Còn mấy cái kia thì mình khi nào mình rút xong hết thì có gắn thì mình tổng kết mình cho bạn xem. Rồi mời các bạn vô dỡ cái 7 đầu tiên. Lâu lắm rồi bạn ơi, 2 tuần nữa bạn, 2 tuần rồi, chắc không có nha. Hiệu chuột còn không đây, hết chết queo rồi nữa. Chuột còn bạn ơi, ồ đúng là chiến binh thiệt, còn chuột còn sống nha, sẽ để ngay giữa đường đó bạn, chút xíu mình quay lại mình lấy. Mình cũng mới vừa cuốn xong cái số 7 ở trên xe 5 cái các bạn, dưới đất 4 cái nữa là 9 cái, còn ngoài kia 1 cái nữa là 10 cái các bạn, mất 2 cái bạn ơi. Thì cũng có chín được gắn đó bạn, chín được vài con, 2-3 con vậy đó. Thì để mình chạy về nhà rồi mình sẽ mở khui hàng cho các bạn xem nha, có điều gì bất ngờ không nha. Bình Trần ơi, nếu như mà em có coi cái video này của anh á, em thua anh chắc rồi, cuốn 7 đó nghe em trai. Rồi thôi mình để vô trong cái túi lưới các bạn, ấy vô trong cái vỏ cái nha, có đem theo cái vỏ nè bạn. Có cái vỏ nè, vỏ đựng 7. Rồi chiều nay mình sẽ làm hết cái số gắn này luôn nha, được nhiều con mình làm hết luôn, hầm xả. Rồi bắt đầu mình nhậu nhẹt nha. Với lại hồi tối mình cũng có đi câu các bạn, câu máy á, mà nhấp cá lóc á, dính được 2 con chắc cỡ hơn 1 ký á. Tối nay mình sẽ làm một cái món cá lóc nướng nha, với lại gắn hầm xả. Thì mời các bạn đón xem nha.
Rồi mình vừa về tới nhà các bạn ơi. Đợi mình tắt máy xe cái rồi xuống mình sẽ cho các bạn xem kết quả của cái chuyến thu bảy bữa nay nha. Các bạn thấy cái lá gì nó bay bay trong cái túi túi bà bảy của mình không các bạn? Xả nha. Chiều nay mình làm món các bạn. Cuối tuần ơi, cuối tuần mình làm cái một bữa tiệc nhỏ nhỏ các bạn ơi. Giờ mình sẽ gom cuốn số 7 này xuống đây. Kiểm tra coi trong cái túi này có được mấy con các bạn. Xả nè. Để đây đi. Tổng cộng là 10 cái các bạn ơi. Mấy con chuột này sống dữ quá. Hai tuần lễ rồi mình chưa có đi đi thăm nó, đi cuốn gì hết mà tới giờ vẫn còn sống các bạn. Hình như là con nào cũng sống hết. Sống đủ luôn các bạn. Đúng là các cái chiến binh chuột. Thôi để mình lấy chân trống ra cái mình trống cho nó dễ các bạn ơi. Con ngựa bị chết đó bạn ơi, con ngựa chết, chứ sình này, các bạn thấy không, chứ sình này ha, bỏ qua một bên đi. Ở đây có con hổ hành nhỏ bạn. Có nào? Có, đủ nhậu. Một con nhỏ xíu mà. Mini. Tôi dạ. Tôi lưới lại. Trong cái vỏ có ba cái mày nè. Ở ngoài hả? Nó câu hả? Nè. Đủ chưa? Có đó có con chuột đó đó. Có con chuột nó làm con chuột đó luôn. Con này cũng vô lâu rồi bạn ơi, sao mình không lấy nét. Đó, các bạn thấy không? Thục cái mỏ banh chảnh vô nè. Rồi. Đây có một con chuột nữa nè.
chuột sao bắt hả? Chuột sao bắt ra. Vô con chuột bự luôn bạn. Con chuột nhỏ, con chuột bự. Món chuột chiều nay mà làm món chuột nướng. Nướng hay làm là chiên xả? Nướng. Chiên xả cũng ngon, nướng cũng ngon. Các bạn đón xem clip tiếp theo, các bạn sẽ làm cái bữa tiệc nhỏ nhỏ buổi chiều hôm nay. Rồi thôi, mình cũng xin khép clip tại đây nha các bạn. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Chào tạm biệt các bạn.